tên tôi đi bà. Nam Nguyễn, hello Nam Nguyễn nha. Ủa là sao? Tắt nhạc hả? Nhạc vì sao nhở? Tại vì một người đang chụp á. Nhìn ảo kìa. Ảo không? Ảo tung lên. Anh Duy ơi, chụp hình ở Đà Lạt nè. Có ở Đà Lạt không? Nó đưa lên nó nhìn ảo á mọi người. Búp bê không? Nên làm tóc đi đám cưới nha. Đi đám cưới vui nha. Hello. Lạnh lắm. Lát chụp không được mặc áo khoác đâu. Chắc hơi lạnh đó. Em ngồi trong này em thấy lạnh rồi nè. Anh yêu ăn sáng chưa? Em nói cái này chưa chuẩn bị cho tóc đánh tập live về nhà. Ủa vậy hả? Vậy thôi tắt nha. Ủa chết rồi, cái filter mình dở môi trời thiệt sự luôn á. Hình như đang đi chụp hình ở Đà Lạt. Có ai ở Đà Lạt không? Hỏi chơi vậy thôi chứ tôi cũng không có đi chơi được đâu. À tôi đang ở Đà Lạt coi MV. Coi MV bài hát mới. Mọi người thích layout rồi được không? Đẹp quá nhở, cô dâu kìa. Chị Ngân ơi, em cũng muốn làm cô dâu giống vậy. Ai quay đi, ai quay. Đẹp quá à. Cà béo. Cà béo. Em Tâm Nhi đi cưới chồng nha mọi người. Đang làm layout đi cưới chồng đây. Lát nữa sẽ đội sare. Sare đúng không chị? Sare. Đội voa nữa. Ngày mai em đi lấy chồng. Tham gia với Cosmo hả chị? Ờ nhưng không tham gia được. Mọi người có mời nhưng mà Tâm Nhi không tham gia được. Chú rể em đâu rồi chị? Cái tam. Ai đồng ý làm chú rể giơ tay. Sorry mà bà đòi đội hả? Đòi chứ làm cô dâu mà. Em bị cái ác ảo hả chị cha? Kể đi. Phải ảo tung lên ý. Ê vô mặt chị trai coi ảo không? Ê ảo thiệt nha. Ảo tung lên ý. Ôi thực sự luôn á. Sare là cái đội sare là váy, còn à, cái vậy hả? Cái veo là cái đội đầu. Cái đội đầu mình không gọi đâu. Người gọi là voan nhưng mà cái voan được chưa? Cái voan đó. Trời mưa bong bóng phập phồng. Ôi như đi lấy chồng. Ủa là thơ dữ chưa bà? Nhìn hai dung Taylor Swift. Không phải tại em đẹp á. Nhưng mà chị Lê đẹp. Xin chào Khôi nha. Chào Như con đi học về. Chào con nha. Chào Như chuẩn bị đi lấy chồng. Hello. Coi này có hai cô dâu lận. Ủa Đặng Hoàng Tâm Như đã thích phiên like là mình tự like của mình hay sao ta? Đúng. Là em tự like cho em. Nhà chị này giàu lắm nè. Ủa trời. Nhà tôi giàu hồi nào? Giàu tình cảm. Giàu tình cảm, giàu tình yêu nghệ thuật. Sắp tới top 5 có gặp nhau không? À, hình như bây giờ vẫn chưa có lịch trình gì hết. Chưa có hoạt động gì hết. Đừng giấu nữa, em ở gần nhà chị. Nhà chị ở đâu? Đố em nhà chị ở đâu, bây giờ em nói đúng là đúng nè. Nghe đồn o như giàu nhất Huế. Trời, ai đồn ác gì trời.
mọi người bắt đầu tình cảm. Bằng chứng đâu? Biệt phủ ao như gặp chị Phương chưa? Chị chưa có gặp luôn. Trời, như cái đất khỏe rồi trời với bà. Tin đồn chuẩn rồi nên giờ em đi đâu? Lại mấy bà luôn á, mấy bà ơi. Nào chị có bồ để nói chuyện với chị Ly. Tại vì còn lâu mới có bồ nên là chị Ly nãy gọi điện cho Ly, Ly không trả lời luôn. Vâng. Buồn á, buồn dạ. Nhung gọi gì liên hai ba cuộc không trả lời. Người có bồ có tội sao? Anh người không có bồ. Ê, em nhìn cái app này em không nhận ra em luôn á. Thiệt nha, từ sau rồi sau chị ơi, trang điểm em đẹp quá à. Đi soi gương lên thử lại. Soi gương lại thôi. Không cũng giống mà. Hơi giống. Ủa là hơi hơi giống. Đúng á. Ờ. Chú chú. Bye. Chú chú. Bye. Kẹp tâm được không? Ờ lời ơi trên bàn. Kẹp tâm luôn á. Trời ơi, phụ kiện xin nói vậy chị Ngân. Yêu dữ. Tại ghê á. Đang make up đợi chú rể tới. Hát đi trời ơi, cứ hát nữa rồi, tới nữa rồi. Bài gì ta? Hát bài gì vậy chà? Eo ui, tóc toàn mùi gà nướng thôi. Chị ngửi thử đi. Thúi dữ. Có đi chơi đâu, đi làm. Giờ bây giờ là phải đi làm chăm chỉ thôi, tâm nhiên không có đi chơi nha. Là quay bộ này biến thành màu xanh. Happy birthday. Happy happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tự nhiên ho luôn á. Hay quá em ạ. Thật sự luôn dở tay. Trời ơi. Gì làm sao ấy, xúc động. Chị là đàn fan. Em giống như mấy bà Hàn Quốc quá ha. Tóc xoăn xoăn nè. Ủa mở nhạc thì có bị hạn chế like không ta? Biết nhạc mà bản quyền thì có bị hạn chế. Mấy bà thím đúng rồi, mấy bà thím. Giống thiệt luôn á. Ajima. Em mới lên mà. Có hữu rau bán phụ em đi. Rau bán cái gì? Chị đi chụp hình ở Đà Lạt nè. Anh nhầm, chị đi quay MV ở Đà Lạt. Coi MV cười. Bài của Đức Phúc hát sao ta? Ai đù? Hát sao? Ai đù quá, đù quá, ai đù. Không phải. Cái gì nữa? Chụp cho cái series đúng rồi. Đi coi phim không tới, tôi đang đi làm, rủ tôi đi coi phim. Bà làm sao ấy? Ừ.
bài cái bài Yes I Do của ngày đầu tiên hát sao ta? Bài ngày đầu tiên hát lời mở đầu ra sao mọi người? Phải chị. Bài gì? Ngày đầu tiên hát sao ta? Ngày đầu tiên đi. Bài mấy bài hát đám cưới á. Mọi người comment nha, Tâm Như đi mọi người. Không ai biết lời do luôn. Về đi coi phim với con. Không. Cưới bài gì ta? Đức Phúc cơ. Yes, I do. Anh sẽ hả? Em sẽ là vợ của anh. Đừng có nướng em nha. Đi đâu? Tâm Như đi chụp hình ở Đà Lạt nè. Nhiều khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cùng nhau bước đi đến suốt cuộc đời. Điều em muốn là luôn thấy anh cười, chẳng cần phải lo lắng vì em ở đây rồi. Sorry, nhưng mà là sao em thấy anh cười được? Em hát xong anh hết cười hả? Tự nhiên nghe xong cái sợ liền. Chị nói vậy. Không. Rồi. Đang trên sóng truyền hình vậy hả? Ở đó có lạnh đừng không? Đừng có dọa anh nhau nha. Tim chị lạnh hơn. Là chim hả? Ờ. Không mà mình đâu có nói gì từ lao đâu mà sợ. Anh giả chị tập mà. Là chim nhiều người xem lắm. Hả? 7.900 người xem. Em mở như livestream em bán luôn em đi thực sự. Ờ ha. Hay livestream bán đồ luôn. Tâm Như đây. Hiểu không? Tâm Như đây. Đây sale, đây là deal số 1 deal rồi. Sale sập sàn như mấy chị nha. Đây hình như em không có nhổ răng khôn á, cái nó đẩy răng em hay sao, cảm giác răng nhổ đi. Răng nó bị lệch luôn nè. Lệch hẳn một bên luôn. Em nhai nhai bên nào á, nếu mà em nhai một bên á thì em nhai bên nào thì em ngủ ngược lại. Không, nhưng ý là em cảm giác nó bị đẩy răng á, đẩy lên trước á, tại vì hai cái răng khôn á nó đang mọc hả? Nó mọc rồi, nó mọc nhìn em lười đi nhổ á. Nhưng mà nó có bị lệch. Hay có vậy là sao đăng làm khen em chê. Có nhiều khi thấy giọng em với đàn ông ha, không phải giả đò. Hôm nay hội chị em hỏi chị đi Hà Nội làm gì kìa. Chị đâu đi Hà Nội đâu. Là chị em giữ chưa? Là chị em giữ chưa? Tôi đi Hà Nội hồi nào? Chị Ly đúng không? Giọng men thì sự lắm, bây giờ cố giả đò giọng gà giọng nữ thôi. Em ơi, người ta đâu có hổ được cái giọng đâu. Tâm Như đi Đà Lạt mà. Tâm Như đi Đà Lạt chứ không có đi Hà Nội. Eo ơi. Chết rồi. Hai mình có cốt ta. Cái này chắc cần 15 phút nữa chị xong rồi. 25 phút. Ở Đà Lạt nha. Nên là em tâm sẽ không bị thấy. Không, em không quay chị trà. Mà em quay cái nọng chị trà không à. Là chị thấy cái nọng. Giờ còn nói chị trà nữa, biết ai đứng được. Sợ quá nha bà hả? Sao lại sợ? Nhiều lắm, mọi người nhiều. Đừng có sợ nha. Những người
người yêu Hà Nội thì phải nhớ Hà Nội thôi. Là sao nữa? Mà có đi Hà Nội đâu, đi Đà Lạt mà. Người ta đi Đà Lạt mà. Sao chị đẹp quá vậy? Thank you so much. Nhớ rong nơ là gì? Kêu người ta không sợ mà nghe cái sợ thì Tâm Như có nhớ Võ Thịnh không? Sao mà đổi tên Tommy rồi vậy? Sao mà ăn cơm chó ra ngang vậy trời? Mọi người nghe không? Anh chị chủ shop Kisserin là chị là làm brand, anh là chụp hình. Hai anh chị làm brand với nhau thật là dễ thương. Mình cũng muốn một tình yêu giống vậy. Đà Lạt, Đà Lạt tầm 18-19 độ cũng hơi hơi lạnh, nhưng mà không có lạnh, không có lạnh lắm. Anh ghé về thăm người, người tóc quăng đúng rồi, dễ thương không? Ôi chết. Ôi, sao đâu? Sao đâu trời? Vô tư đi. Chứ giọng mình cứ men hoài ta. Em làm chị Tâm Mi có thấy giọng em men không? Hơi hả? Bây giờ em phải đổi nha. Em nâng cao lên hả? Chị Tâm Mi ơi. Nghe ghê nha. Chùa nha. Nó cũng ghê nhưng mà nó chùa nha. Nó đỡ men hơn. Không, tự nhiên bình thường mà em coi lại những clip mà em nói chuyện á, men lắm luôn á. Giọng tông trầm quá nhiều. Mình phải đổi thôi, phải tập đọc sách mỗi ngày thôi. Chị làm gì đó, chị đang trực. Ca sĩ Hải Ngoại chuẩn cỡ này chạy show mệt nghỉ. Trời ơi, mình nói giọng này xong còn 60 người coi. Người làm sao ấy. Nguyễn Trần Hải đang đi vô đi ra ngoài gì ta? Không chuyển ta. Nguyễn Trần Hải đang ai vậy? Lai lịch của em. Đoạn này là podcast chắc cũng keo. Podcast mà kể chuyện ma hả em? Thôi, chúc nhiều quá, bye bye mọi người nha. Mình coi nè, Á Hữu live stream sao chị mình coi. Giờ này còn sớm mà. Không. Tuần này mắt to đó giờ nha. Cứ đeo lên á, nhìn to đó. Chị ơi, có kể viền môi á, em ngồi em kể luôn mà chị. Kể cái viền môi á. Hey bro. Mình phải sửa cái giọng mình mới có người yêu được. Đúng không chị Trang? Phải sửa cái giọng này. Mình nói nhẹ nhàng. Nhưng mà nói giọng Huế thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Mà không biết sao em nói giọng này dở lắm. Nói giọng Thủy dễ thương hơn. Cũng không phải như giọng ai nó mình vậy á. Ừ, nó kỳ lắm. Chị định khi nào có người yêu vậy? Hôm trước đi coi bói nói 2 năm nữa có người yêu nha. Cứ vô tư đi. Đừng có nôn gì hết trơn á. Đường tình duyên không có một bóng người. Ôi cái app là ảo thiệt sự luôn á. Chị bói chỗ nào hay vậy? 2 năm nữa chứ. Nó đừng có ai hỏi nữa. Cái đầu hơi tòe xíu. Một phút nữa nha. Anh thông cảm. Một phút nữa.
Đây là lý do mẹ mình hay hỏi mình có tim môi không. Đó là mẹ gọi hỏi có tim môi không con. Đúng tim nha. Nhưng mà thực sự là mình chỉ ăn lời. Nè kể thức ra nè. Tim môi ở đây kể thức ra. Môi biến nha. Ơ cái gì kể môi đẹp với chị. Kể đó Hàn Quốc. Cho em. Chào Việt nha, nhìn nè. Nhìn nó ngoài còn cười lắm. Chạy deadline đúng không? Dạ. Túi dày chưa? Đẹp ha, sang á. Trời ơi. Môi căng mặn luôn. Chị mới ăn trưa, chị chưa ăn chiều. Chụp xong chị mới ăn. Làm việc đã xong mới ăn. Nên mọi người nhìn đi cái môi nè. Khác biệt liền. Mình đánh son đi em. Đánh son gì vậy? Thì đưa cho em ấy. Ngồi gì vậy? Một là bóng đưa, hai là lấy cái thỏi Chanel á. Nhưng mà lấy cái nền đã. Chanel, Chanel. Nền. Ừ, nền tươi lắm. Bóp lên luôn đi. Bóp hả? Bóp lên. Wow. Xỉn nhở. Đánh son nó thấy mình đẹp gái nó liền luôn á. Trời ơi. Đẹp á. Nay mình chụp rồi mai mình chụp nữa mọi người. Cái sông bóng là chị? Hay thi tiếp nữa không? Thi The Voice nha. Ok không? Thì nào đồ còn đó. Thì thi nữa nhưng mà thi hát nha. Thì nhất tâm được phục thù thôi. Không thể mọi người đánh giá như vậy được. Cái đèn này không nhìn ra được cái màu môi luôn á chị. Em sợ nắng đậm quá. Cũng được. Hơi cam không? Em nhìn nó áp nhiều quá đi. Nhưng thích cái môi nó thật là dày á. Ừ. Thôi lừ. Tại trên tên mình như đánh vậy là ok rồi. Tại vì chụp thơ thơ, sáng thơ.
như theo style này thôi. Gấp việc hả? Có bài nào mình gấp được không? Cái bài nữa. Bài nào? Giận hả? Sao em im? Sao em im? Dạ? Em toàn im lặng cái gì? Em toàn im lặng cái gì đó? Em toàn im lặng hay sao? Để bật lại bài đấy đi trời. Bài nào biết bài nào trời? Mới biết bài nào comment cho tôi chịu. Mới ra đó, không có nhớ lắm. Tại chị nhớ là chị Dung coi like của mình hả ta? Chị Dung. Em chào chị Dung. Phải không ta? Phải thì mà nghe tại biểu hiện. À em làm tóc em đi chụp hình ở Đà Lạt nè chị Dung ơi. Nè chị Dung coi thiệt nè. Chào chị Dung. Em đang ở Đà Lạt em chụp hình. Ba lần đầu tiên chị Dung coi live stream của em. Chỉ có 7 mấy người coi. Bởi vì em like rồi này ai coi. Trời ơi, nay có chị Dung coi live stream. Chị Dung đang làm gì đó? Chị Ngân ơi, em live stream chị Dung vô coi. Tay xong chưa? Dạ, tóc xong rồi. À, đang live. Mốt 2 phút nè, 2 phút là có. Đừng quay mặt chị Ngân vô nha. Đang nơi vất vả hả? Dạ, chị Dung đi họp đi. Em chào chị Dung nha. Chị Dung, sao lại chưa biết nhận nên mình cái áp nào dễ sợ. Chụp xong em ăn. Trời ơi, nhồi thịt đó. Hay nói không chị Dung không vào trong lúc mình hát. Chị Dung ám ảnh. Khi này Dung mệt đó. Chị Dung á, từ lúc đó là không nghe ra luôn. Đây, tại vì giờ này đang rảnh nè, chuẩn bị vô chụp nè, nên là live stream xíu. Chứ đi làm là không có live stream nữa. Rất đẹp không mọi người? Trời ơi, dễ thương quá à. Hay là mình đổi cái app này cho nó đỡ ảo ta. Dạ. Má con rên em gái nên em uống tóc phụ chị. Uống tóc dùng đi. Chị Trà uống tóc hơi bị sẵn nè. Bị sẵn rồi đó. Tay chị run run mình. Sao chị đồ em có bồ vậy? Chị đâu biết đâu, chị thấy em Úc đi chơi với người yêu. Không nghe hả? Nghe chưa? Alo. Tôi là cô giáo dạy thanh nhạc nè mọi người. Thôi, có nên live stream nữa không ta? À đó, chưa đến được em mà cầm mỗi tay á. Thôi nha, bye bye mọi người nha. Tôi làm việc đây nha. Cô giáo chưa? Cười quá, nhìn cười quá. Bye. Chú. Bye.